Cách treo gương bát quái đúng cách để hóa giải sát khí trong nhà. Nhiều ngôi nhà khi xây dựng vốn đã không chú ý đến phong thủy, đó là lý do khiến cho vận mệnh của gia chủ không được tốt. Việc treo gương bát quái sẽ giúp bạn biến đổi được môi trường phong thủy của ngôi nhà đấy. Là một loại vật phẩm phong thủy quen thuộc trong cuộc sống, gương bát quái có khả năng hội tụ được năng lượng của vũ trụ, dùng nó để trấn áp tà khí, giúp mang lại ý nghĩa đối với nhiều ngôi nhà có phong thủy không được tốt. Nếu biết cách treo gương bát quái đúng cách, treo đúng những chỗ phạm thì gia chủ có thể hóa giải được điểm xui và thu hút nhiều may mắn, tài lộc. Sau đây là cách treo gương bát quái theo phong thủy. 1. Đặc điểm của gương bát quái phong thủy. Gương bát quái có hình bát giác đều, chia làm 8 phần bằng nhau, mỗi phần tương ứng với một trong 8 quẻ là Càn, Khôn, Khảm, Ly, Chấn, Cấn, Đoài, Tốn. Nét vẽ trong mỗi quẻ như sau. Càn, 3 nét gạch liền. Khôn, 3 nét gạch bị ngắt quãng. Khảm, 3 nét gạch nhưng chỉ có nét ở giữa liền, 2 gạch còn lại bị ngắt quãng. Ly, 3 nét gạch nhưng nét ở giữa hở, 2 nét còn lại liền mạch. Chấn, như chiếc ống lật ngửa. Cấn, như chiếc bát úp. Đoài, khuyết ở trên. Tốn, đứt ở dưới. 2. Tác dụng phong thủy tuyệt vời của gương bát quái. Có nhiều loại gương bát quái khác nhau, gương lồi, gương lõm và gương phẳng. Mỗi loại giúp mang đến những tác dụng phong thủy khác nhau, do đó gia chủ cần phải hiểu đúng về tác dụng phong thủy của gương bát quái để có sự lựa chọn phù hợp cho ngôi nhà của mình. Tuy nhiên, tất cả các loại gương bát quái đều có một công dụng chung là phản xạ lại hung khí không tốt khi chúng muốn thâm nhập vào trong nhà của bạn. Đặc biệt, loại gương bát quái phong thủy bằng đồng thuộc hành kim có khả năng hóa giải hướng nhà xấu, hướng sát khí chiếu đến và hướng không hợp mệnh với gia chủ. 3. Ba cách treo gương bát quái đúng cách tốt cho phong thủy. Cách 1. Cách treo gương bát quái lồi. Loại gương bát quái lồi với hình cầu lồi lên giống như mai rùa có công dụng hóa giải sát khí đến từ một cây cột điện, con đường chạy thẳng vào nhà, các vật thể sắc nhọn, cột cờ, biển báo giao thông, ống khói hay khoảng không gian giữa hai tòa nhà cao, vân vân. Do đó, nếu muốn hóa giải các dòng sát khí đang chiếu thẳng vào ngôi nhà của mình, bạn có thể dùng một chiếc gương bát quái phong thủy lồi và treo nó ở chính giữa cửa chính hay cửa sổ. Cách 2. Cách treo gương bát quái lõm. Trong phong thủy, gương bát quái lõm được sử dụng khá nhiều để hóa giải hướng nhà xấu và hướng nhà kỵ với tuổi của gia chủ. Nếu như mặt lồi của gương bát quái lồi có tác dụng phản xạ sát khí thì mặt lõm của loại gương này lại rất hữu dụng trong việc thu về cát khí đến từ ao hồ sông biển trước nhà. Do vậy, nếu bạn muốn thu hút may mắn, tài lộc, cát khí về cho gia đình của mình, đồng thời trấn áp tà khí, biến hung thành cát, thì hãy treo ngay một chiếc gương bát quái lõm trước nhà để tích tụ năng lượng tốt. Ví dụ, nếu cửa chính của ngôi nhà nằm đối diện với cầu thang khiến cho khí đất tốt bên trong nhà bị thất tán, thì hãy treo ngay một chiếc gương bát quái lõm trước cửa chính. Hay như cửa sổ nhìn ra một ngọn núi đẹp, bạn muốn thu nạp khí tốt của ngọn núi ấy thì cũng treo một chiếc gương bát quái lõm trước cửa sổ. Thứ ba, cách treo gương bát quái đúng cách với gương phẳng. Hội tụ được tác dụng của cả hai loại gương bát quái trên, gương bát quái phẳng vừa có khả năng thu hút năng lượng tốt khi treo trong phòng tại phương vị cát lợi, vừa có tác dụng ngăn cản hóa giải khí xấu khi treo ngoài cửa tại phương vị bị xung sát. Gương bát quái phẳng có thể xua đuổi tà khí, hóa giải mọi điểm gở, giúp gia đình của bạn có một cuộc sống bình yên khi sống trong những căn nhà có phong thủy không tốt, chẳng hạn như nhà gần nghĩa địa, nhà có cây to trước nhà hay nhà có góc nhọn chĩa vào bên trong. Treo gương bát quái thẳng trên cửa hoặc cửa sổ sẽ có tác dụng thay đổi khí trường, ngăn chặn và loại bỏ ảnh hưởng xấu trong những trường hợp nhà có cửa sổ đối diện với góc cạnh đường đi, sân nhà, cột điện, máy biến áp, ống khói, nhà cao tầng, dòng sông ô nhiễm, vân vân, hay trong trường hợp cửa phòng trong nhà đối diện với nhà bếp, nhà vệ sinh. 4. Một số lưu ý quan trọng khi treo gương bát quái theo phong thủy. Không treo gương bát quái có hình thần tướng, cưỡi hổ, cầm binh khí trong tay, hoặc gương bát quái có hình hổ phụ ngậm binh khí, hình thần cưỡi hổ cầm binh khí trong tay hay hình hổ phụ ngậm binh khí có khả năng tạo ra một sát khí mạnh vô cùng nguy hiểm. Do đó, nếu treo loại gương bát quái có hai hình thù này trước cửa thì ngôi nhà của bạn chẳng những
không hóa giải được vận hạn và tích tụ năng lượng vũ trụ mà còn phải chịu thêm nhiều điểm gỡ khó lường khác nữa. Học cách treo gương bắt quái đúng cách, không treo tùy tiện theo ý mình. Phong thủy nhà ở là một khía cạnh linh thiêng mà bạn không thể coi nhẹ, và một khi nó đã có những quy tắc riêng thì tốt hơn hết là bạn nên học hỏi và tuân thủ đúng. Nếu không thì sẽ phải hứng chịu những hệ quả không đáng có. Trên đây là những kiến thức quan trọng về cách treo gương bắt quái đúng cách trong nhà mà bất cứ ai cũng nên tham khảo để có thể hóa giải sát khí và thu về thêm nhiều may mắn, tài lộc cho gia đình của mình. Cuối cùng, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.